Hello, hello mọi người. Bữa nay Tâm Sinh Khỏe hướng dẫn nấu xíu mại truyền thống Việt Nam mình nhé. Bây giờ mình xíu mại thì trong đây mình có một phao, cái này nè, một phao 8 thịt xay. Này, một phao 8 là cả nhà. Xay thì bây giờ mình bỏ vô trong cái này, hướng dẫn cái này làm xíu mại nha, này rất ngon luôn, ăn cái nhà ăn là con nhà mình là thích ăn, mấy đứa nhỏ nó thích ăn xíu mại này lắm, cho nên là không ngon là không ăn tiền. Ok, đây là mình cho một củ hành vô một phao thịt này luôn. Giờ mình cắt ra. Củ hành nhỏ, đây là lần đầu tiên mình bỏ, mình chỉ chọn nấu ăn trên kênh YouTube. Cả nhà mình thích thì subscribe mình, like và share nha cả nhà. Xíu mại này mỗi người mỗi cách thức làm, nhưng mà mình làm xíu mại này bảo đảm mọi người làm theo mình ngon, ngon dữ lắm. Đây, bỏ vô trong đây, bỏ vô thịt này. Bây giờ mình cho nửa củ sắn nha. Đây, nửa củ sắn mình cắt luôn, mình cắt mình sẽ bằm nhuyễn, bỏ vô trong cái thịt luôn. Cay ta lột vỏ ta bỏ vô trong ngăn đá mình làm nó đỡ cay, còn mình làm nhuyễn nó cay quá trời. Đây,
vô đây hết luôn trong một cái tô này, nửa củ sắn nha ở nhà mình. Bây giờ mình đây là mình 100g tôm một rạng á, ở bên đây là không tới ấy đâu, mình sẽ bỏ vô trong cái máy mình xay ha. Đây này mình bằm cũng được, rồi mình cho cái tôm á vào cái thịt luôn nha. Cái này người thật người thật á, mình quay mình không có máy nhưng mà mình quay cái phone á, cho nên mình quay không có cho nên cái thời gian á là quay ấy luôn, trực tiếp luôn. Rồi giờ sau đó mình cho 3 muỗng tiêu đó, mình ở nhà thích ăn cay, người nào cũng thích ăn cay cho 2 muỗng nha, 3 muỗng tiêu đó. Rồi bột ngọt, ngọt này là bột ngọt bột nêm á, bột chay á, mình cho 2 muỗng đây nha, mình cho 2 muỗng hay cả nhà. Rồi tỏi này là tỏi phi á, mình cho 1 muỗng vô trong đây luôn, nó rất là thơm. Muỗng cà phê á, muỗng cà phê cho mọi người. Muối mình cho một chút xíu muối, một muỗng chút xíu muối nha, cỡ một muỗng teaspoon nhỏ muối. Rồi đường mình cho 2 muỗng cà phê đường cả nhà, muỗng 2 muỗng. Bột năng, cái này bắt buộc phải có bột năng á, đây mình cho 2 muỗng bột năng vào đây, 2 muỗng. Bắt buộc làm cái xí mại này á, cả nhà mình biết sao, mua rượu Kotka, đây hiệu rượu Kotka nha cả nhà. Đây Kotka, rượu Kotka, rượu gì cũng được mà miễn rượu trắng là được. Mình cho vào đây 2 muỗng canh nha, 2 muỗng canh rượu. Rồi bắt đầu mình bóp cái này lên, trộn lên, mình để một chút rồi bắt đầu mình đi làm nước là mình dò thôi, nấu nó rất là nhanh, xí mại ra rất mấy xí mại ngon lắm. Đây. Đó. Mình nêm thử, thường thường nấu mình ít nêm lắm, cho như vậy vào, nếu mà ở nhà mình là ai mà ăn mặn một chút thì cho thêm gia vị vô, nếm vừa đó, mình chỉ là công thức chính thôi đó. Đó rất là ngon luôn, thơm ngon quá, thơm phức luôn, chưa ăn mà thấy hấp dẫn rồi, xí mại
Rồi, bắt đầu mình vừa ăn lắm, ngon lắm. Nhưng mà theo mình thì mình cho một chút một muỗng đường vô đây nữa. Muỗng đường đó. Muỗng đường nữa nha cả nhà. Ba muỗng đường á, ba muỗng đường đó. Mình để qua một bên cho cái thịt nó thấm rồi bắt đầu mình đi làm cà. Làm cà nha. Đấy, mình để cà trong đây. Đó, mình đi làm cà. Rửa rồi mình cho mình nấu cái son này á, thì mình cho 3 trái cà. Cả nhà mình đừng có sợ, đừng có sợ là cà nó chua. Đó, nó rất chua đâu. Khi mình nấu lên cái cà này nó ra, lát nữa mình sẽ hướng dẫn tiếp tục là làm sao cái son xíu mại nó ngon. Nhưng mà cái này nó không có bị giống như mình mua ngoài chợ, nó rất là mềm luôn. Tại sao mềm? Nó có một chút bột năng, nó lại một chút rượu trắng mà nó vô nó thơm thơm, nó rất là ngon luôn đó. Cho nên mọi người cà này em tươi luôn, nó mới xuống cho nên rất là ngon. Nó bỏ cái này. Nếu mà mọi người mà không muốn cà ấy thì bỏ vô máy xay xay nha. Mình sẽ bỏ vô máy xay một xay cho nó nhanh ha. Tại vì thường thường á, cái cà này á là mình phải băm cho nó nhuyễn, mà bây giờ mình có máy xay rồi, mình cắt ra hột lựu gì nè là mình sẽ xay. Xay cho nó nhanh, tại vì không có thời gian. Rồi mình xay. Còn cả nhà mình ở Việt Nam hay là ai đó có thời gian làm á thì mình bầm, mình cắt nhỏ ra hột lựu, hột lựu á. Đó, mình để như vậy không có sao hết á. Cái này mình xay. Bỏ vô máy á, mình xay. Không nhuyễn, xay sơ sơ thôi, không có chùm thân, không có gì. Đó, rồi bây giờ mình lửa lên như thế này, chặn cái son lên đó, mình cho nó nóng rồi mình cho một chút dầu đó, không bị mình làm hai trái cà nha cả nhà, hai trái. Dầu vào đây. Đó, một chút xong.
rồi. Mình sẽ bỏ mình tao. Cho nước dậu nha. Một chút dầu, một muỗng dầu hột điều cả nhà, cho cái màu nó đẹp lắm. Đó, dầu điều mình thắng sẵn đó, mình bỏ vô lên đây thì mình nấu xíu mại, cái màu nó rất là đẹp. Màu mình sẽ cho 3 muỗng. 1 2 3 3 muỗng mắm. Ngon quá. Và sau đó mình không có bỏ đường vô đây nha, sẽ hướng dẫn làm sao cái son xí mại ngon. Đây, nước coco chắc cả nhà không ai biết. Nước coco là nước soda coconut. Đó, coco là nước dừa, mình không bỏ đường vô nha. Mình ở nhà không có đường. Mình sẽ đổ vô trong đây là nửa chai. Đó. Ở nhà mình mọi người mà nấu mà xíu mại nhiều thì mình cho nhiều thì theo, nếu mà thích đặc thì mình ăn đặc thì mình đổ ấy thôi, nhưng mà đừng có bỏ đường nha, đừng có đổ nước lạnh nha. Uống xíu mại nó ngon là nhờ nước dừa này nè. Đó, mình sẽ cho vô nửa son, nửa cái chai này. Có nhiều người họ đổ nước lạnh nhưng mà tâm sinh đó, mình cho nửa chai đó. Sau khi thấm một chút xíu, chờ nước sôi cả nhà theo dõi nha, chờ nước sôi một chút nó ấy ra xong rồi mình sẽ sao làm sao cho nó đặc, mình sẽ bỏ bột năng vào đây nha.
giọt vậy đó. Nếu mà nào mà bạn nào mà thích mà nó giọt nhiều thì mình cho thêm nhiều vô. Ngon. Không còn có đường. Nước ngon lắm, nước này chấm bánh mì hết sảy luôn. Xí mại. Xí mại. Bánh mì xí mại. Ở Việt Nam mình đi về Việt Nam á, vô nhà hàng ăn bánh mì xí mại mình ăn được. Chờ một chút xíu nó sôi, sắp sôi rồi nha cả nhà. Sắp sôi rồi, cỡ 2 phút nữa, mình nghĩ 2 phút nữa là nó sẽ sôi lên. Sôi rồi ha. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ bột năng vô. Mình không muốn nó đặc lắm. Muốn nó hơi thôi. Khi bỏ bột năng vô là cả nhà mình quậy cho nó đều nha, để sau nó đóng cục cái bột năng đó, nó làm cái nước của mình nó không có ngon đó. Rồi rất là ngon, sần sợt đây đó, thấy không? Nó đỏ xí mại. Vô là nước nó sền sệt, có nước gà nè, cho chút bào đó, màu điều vô á, cái son son nước xí mại mà không có cho đặc nó gì nè, sền sệt nó rất là ngon luôn. Rồi sau khi xong mình sẽ vò viên, nước nó sôi rồi mình vò viên xí mại đó, giờ mình vò viên nha, bỏ vô đây nè. Bây giờ có nồi son xí mại rồi, bánh mì xí mại rồi, rất là đơn giản. Đó. Ra là cái miếng xí mại mình mềm mà nó không có cứng giống như Việt Nam mình ăn, nó cứng lắm, xí mại nó không ngon. Này nó có tôm rồi thịt mình ấy vô, có sắn, ở Việt Nam bắt buộc là có sắn rồi mình biết, nhưng mà làm không ngon. Có chỗ làm nó miếng xí mại thịt sao nó không có thơm, nhưng mà ở nhà nhớ một điều là cho tỏi phi vô trong cái tô này nó rất là thơm, cái xí mại thơm lắm, với lại bột trắng nó có đủ trắng với lại tỏi, tỏi phi nó thơm lắm, cái son xí mại mà nó khác liền. Nhà mình là cái món này con mình hay là một lần mình mở tiệc á là ai cũng thích ăn hết á, món này nè, ăn lắm, dễ nấu mà ngon nữa. Tại vì mình nấu không có bỏ đường, chỉ bỏ đường trong thịt mình ướp thôi. Đó, bột ngọt rau cải, nhớ nha, 3 muỗng bột ngọt rau cải, 3 muỗng đường, 1 muỗng teaspoon nhỏ muối,
ba muỗng, nhắc một lần nữa đó, tiêu 3 muỗng. Còn củ hành, một củ hành tây, nửa củ sắn, hai củ cà, hai trái cà. Nếu cả nhà mình thì thích cà, cà thì cho ba trái cũng được, không sao hết á. Tự vì nó không có chua, tự vì nhờ nước dừa nó rất là ngon luôn. Mọi người nhớ đó là điểm chính. Mình cũng chúc cả nhà thành công cái món xí mại của Tâm Sinh Khỏe nha. Nhớ subscribe kênh của mình YouTube. Mình có động lực mình sẽ làm tiếp. Mà tháng mình là sẽ up lên một lần, từ 1 tới 2 lần. Đó, mình quay đủ hết, không phải là riêng nấu ăn, nhưng mà nếu cả nhà mình thích cái những cái món mình nấu á thì mình sẽ quay, mình bỏ lên, mình hướng dẫn nấu nhiều, mình cũng có nhiều món lắm. Mình nếu mà nói về món ăn là nhiều món ngon lắm. Mình sẽ hướng dẫn. Đó. Trong mình mấy năm về trước mình cũng có cái kênh YouTube rồi, nhưng mà mình cũng ít quay bỏ vào. Bây giờ thì Covid-19 nè, ở nhà không có làm gì thì làm bỏ lên, cả nhà mình vô subscribe và like share cho mình để mình có động lực mình sẽ làm tiếp cái kênh này đó. Còn nếu mà mọi người mà không có coi rồi mình buồn lắm. Hồi đó mình bỏ mình ấy lên ý, không có ai vô coi hết, lâu lâu có 1-2 người, kênh mình nó ít người đó, tụi mình không có bỏ cái gì cho nên không có ai vô coi đó. Mà mình làm mà có chuyện gì sai sót thì mọi người mở lòng tha thứ, từ bi, nghĩ xả cho Tâm Sinh nhé. Mình có lòng từ bi, nghĩ xả thì mọi việc đến với mình nó may mắn đó. Cái gì cũng vậy hết, có người nấu ngon, có người nấu dở, nhưng mà cái gì nó cũng học, mình học hỏi theo. Không biết thì mình học, có nhiều em thì mới lớn lên thì không có biết nấu món này. Có nhiều người lớn thì một số anh chị em thì họ là hồi đó thì họ chưa bao giờ nấu xí mại, họ ăn xí mại mình chưa bao giờ nấu. Nhưng mà mình nấu công thức này nó dễ lắm, mọi người không biết nấu cũng biết nấu nữa đó. Rất là dễ luôn. Chỉ sắn, hành tây bỏ vô, cắt bỏ vô rồi đó, công thức chính cái gì đó. Mình nấu ra nó son xí mại là ngon. Nhưng mà bỏ nước dừa thì có nhiều, một số mình coi hồi đó mình cũng rảnh thời gian coi, có nhiều người họ không có làm nước dừa nha, xí mại họ làm nước thường, họ bỏ đường vô. Mà bây giờ là mình ở nhà mình nghiên cứu là nước dừa là nấu xí mại là ngon nhất, ra cái nước nó ngon mà nó đậm đà, không bỏ đường, nó sống luôn với xí mại rất là ngon luôn đó. Cho nên mình làm, mình chia sẻ cho mọi người cùng biết gì đó. Mà mọi người mà vô subscribe kênh của mình, like hoặc comment kiến rồi đó, mai mốt mình sẽ chỉ nhiều cách, mình nhiều cái mình để chia sẻ cho mọi người biết đó. Tập thể thao, ăn sao cho nó giảm cân đó, giảm cân mà không có hại cho sức khỏe, cách thức ăn sao cho có sức khỏe gì đó, mình sẽ hướng dẫn hết mọi người, chia sẻ hết cái gì mình biết mình chia sẻ hết. Đó, thấy xong xí mại mình chưa, rất là hấp dẫn đó. Mà mình bắt lên nhìn nó sôi cỡ nửa tiếng hồ là nó chín rồi đó. Xong xong xí mại rất là ngon, rồi sôi lên
Khi xi mãi chín rồi mình sẽ múc ra. Mình bye cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Nhớ nhấn kênh subscribe cho mình nha. Bây giờ mình nấu xong rồi. Đó, xong là xíu mại. Cái này nấu rất là nhanh. Đẹp luôn. Tại sao mình bỏ cái màu hạt điều vào đó, nó rất là ngon mà thấy nhiên xí mại không hấp dẫn đó. Ok, bye mọi người nha. Mình chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ. Bye.